đúc đi em. Đấy, chị ta sẽ có bàn tay. Được rồi. Mày nghĩ là cái gì đây con? Đây, cầm đưa cho mấy cái bàn tay. Ủa, mấy tóc thì được. Trời ơi, chị ba. Ba. Có buồn. Giờ tắt qua game này đắng lắm, chị yêu đó. Tắm làm gì đó anh? Anh nói là nhớ gì à? Đó là gì à? Đó là gì à? Đó là gì à? Tám với chặt nó không? Em đừng có tám, cho anh tách luôn. Còn cái gì? À, chuẩn bị. Quanh lồm hả? Bỏ phí, bỏ phí. Ừ, nhiều lắm, tại hay. Giờ năm. Ừ, đúng là tàu ghê á. Đó là mới chúng ta, những người lính trẻ. Tên tiền quý anh.
nhãn thử. Ăn đi. Bay cho coi. Làm luôn đi. Làm luôn anh. Cái này có độc. Nguy hiểm. Nguy hiểm cái này. Mời bay em chào đi. Dùng tay bóc không hợp vệ sinh. Và trong nước gạo
trong đó Lê Hùng ở đây có làm cái đó với hình dạng là chiếc quần. Quần ở đây có hai nghĩa, chị bông với cái đen. Cái đen của nó là khi em đưa vào thì sẽ mất, bởi vì đây là một kia. Thứ hai nữa là chị bông là chiếc quần. Anh Lâm thì cũng tâm gặp quần. Thứ hai là muốn trông bắt cưới trộn. Anh thì bắt cưới cũng là một món truyền thống của quận Hoa Trần, là đại sơ đại lâm. Có hình tâm là đại lâm. Này món bắp trộn này, bắp cứ trộn này thì còn có cà rốt, chú trộn và qua lẫn thêm một chút nữa là thịt heo và tôm. Thì em xin phép được thử trước, mặc dù là không muốn nhưng mà vẫn phải thử trước. Không muốn nguy hiểm, nguy hiểm. Nước nông miệng. Mời bọn chứ không nước nữa à? Có điểm cảm kìa, anh Vinh cho điểm cảm, mời bọn chứ không nước rồi kìa. Món là gì?